Thời gian gần đây, tại Đồng Nai xuất hiện những đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo bằng cách giả danh lực lượng chức năng, gọi điện thoại đe dọa người dân, yêu cầu họ chuyển tiền qua ngân hàng rồi chiếm đoạt. Cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, làm sáng tỏ nhiều vụ việc và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người bị lừa gạt. Quen một người đàn ông ngoại quốc qua mạng xã hội, người phụ nữ này được hứa hẹn gửi tặng một món quà. Không lâu sau, nạn nhân nhận được cuộc điện thoại của một người nhận là nhân viên hải quan, thông báo thùng quà tặng đang bị giam giữ vì trong đó có nhiều ngoại tệ, hàng hóa có giá trị hàng chục tỷ đồng và yêu cầu phải nộp thuế, lệ phí để nhận hàng. Nghe lời đối tượng, nạn nhân đã nhiều lần đến ngân hàng để chuyển tiền, tổng cộng hơn 1,2 tỷ đồng. Chị chỉ phát hiện bị lừa khi chuyển tiền lần thứ 5 với số tiền hơn 500 triệu đồng. Nhưng đó là em của em. Tức là khi mà nó phát hiện em đã đi mượn rất là nhiều tiền rồi, thì em của em ở trên Sài Gòn á, là nó đi xuống, là nó có điện cho bên công an nhờ, rồi điện cho ngân hàng á, là sẽ chặn cái số tiền của em chuẩn bị gửi, tức là ngưng lại không cho em gửi, là chặn lại được là 500 mấy chục triệu. Nạn nhân khác bị đối tượng lừa đảo xưng là cán bộ công an thành phố Hồ Chí Minh gọi điện nói rằng ông có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy và rửa tiền quốc tế. Cơ quan công an sẽ phong tỏa toàn bộ các tài khoản của ông. Nếu không muốn bị phong tỏa tài khoản, ông phải rút toàn bộ số tiền trong ngân hàng để chuyển vào một tài khoản do người này chỉ định và không được tiết lộ với người thứ ba. Không cho là tôi tiết lộ cho một người thứ ba biết, dù vợ con hay là nếu mà trong cuộc gọi như vậy á, chúng tôi đều ghi âm của anh gửi lên trung ương rồi. Nếu mà có người thứ ba mà nghe được á, là chúng tôi sẽ cầm lập tức ngay. Theo thống kê của Công an Đồng Nai, từ đầu năm 2018 đến nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã xảy ra hơn 10 vụ giả danh lực lượng chức năng gọi điện lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng. Tất cả các cái trường hợp thì đề nghị là phải báo chính quyền địa phương. Tại cơ quan điều tra, cơ quan công an ở Việt Nam và cơ quan điều tra công an Đồng Nai thì phải có sự phối hợp của chính quyền địa phương, công an phường xã sở tại và sắc phục công an đến tận nhà. Hiện công an tỉnh Đồng Nai cũng đang đẩy mạnh tuyên truyền giúp người dân nhận diện thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, đồng thời khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển, nộp tiền cho các đối tượng gọi điện giả danh các cơ quan thực thi pháp luật để hù dọa lừa đảo.